Cập nhật quân sự mở ngày 29 tháng 5 Hàng Lâm xin kính chào quý vị Ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý trong phần cập nhật quân sự trưa nay Mở đầu là thông tin Bỉ cam kết viện trợ cho Ukraine 30 chiến đấu cơ F-16 và 1 tỷ đô cho riêng năm 2024 Ngày 28 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo đã ký thỏa thuận an ninh song phương. Trong đó, Brussels sẽ cung cấp 30 chiến đấu cơ F-16 cho Kyiv. Ông Zelensky cũng cho biết thêm trong một bài đăng trên mạng xã hội. Thỏa thuận này bao gồm ít nhất 977 triệu euro viện trợ quân sự của Bỉ dành cho Ukraine trong năm nay. Bỉ cũng cam kết cung cấp hỗ trợ trong suốt thời hạn 10 năm. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hassan Labib nói với đài truyền hình RTL rằng nước này sẽ cung cấp cho Ukraine 30 chiến đấu cơ F-16 cho đến năm 2028. Bà cho biết thêm rằng, những chiếc máy bay đầu tiên trong số này sẽ đến Ukraine vào cuối năm nay. Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia liên minh được thành lập vào mùa hè năm 2023 để hỗ trợ lực lượng không quân Ukraine. Sáng kiến này, Mỹ, Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu. Tháng 10 năm ngoái, Bỉ cho biết họ sẽ cung cấp cho Ukraine một số chiến đấu cơ F-16, nhưng không nêu rõ số lượng và cũng giúp đào tạo phi công Ukraine ở các nước EU. Ngoài Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy cũng cam kết cung cấp cho Ukraine hàng chục máy bay phản lực thế hệ thứ tư cho Mỹ sản xuất. Bộ Quốc phòng Đan Mạch hồi tháng 2 thông báo Ukraine sẽ nhận lô máy bay chiến đấu cơ F-16 đầu tiên vào mùa hè này. Tuy nhiên, hiện tại phía Kyiv vẫn chưa nhận được chiếc F-16 nào. Liên quan đến số vũ khí mà Mỹ cam kết viện trợ cho Ukraine, Thủ tướng Alexander De nói rõ trong cuộc họp báo vào ngày 28 tháng 5 rằng chúng chỉ được sử dụng trên lãnh thổ Ukraine. Trả lời câu hỏi của một nhà báo về việc liệu Ukraine có thể sử dụng chiến đấu cơ F16 mà Mỹ viện trợ để bắn hạ máy bay của đối phương trong không phận Nga hay không, ông De Croo đáp rằng mọi thứ đều được đề cập trong thỏa thuận này đều nhằm mục đích để lực lượng phòng vệ Ukraine sử dụng trên lãnh thổ của mình. Tuyên bố của ông DeGruyne được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh phương Tây đang tích cực thảo luận về việc có nên cho phép lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự trên đất Nga hay không. Về phía Kyiv, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters được công bố vào ngày 28 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostom Umerov cho biết, nước này sẽ sớm nhận được những chiếc chiến đấu cơ F-16 đầu tiên. Nhưng khoảng một nửa số viện trợ quân sự nước ngoài rất cần thiết đối với Kyiv lại đến muộn. Ông Umerov nói rằng, Nga đang triển khai thêm nhân lực và thiết bị ra mặt trận sau hơn 27 tháng xâm lược toàn diện Ukraine. Lực lượng của Kyiv đã cố gắng ổn định mặt trận mới ở khu vực Kharkiv, nhưng Nga đang chuẩn bị cho một cú hích mới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói, Mục tiêu của họ là mở một mặt trận mới ở phía Bắc để bắt đầu sử dụng toàn bộ nhân lực, hỏa lực để chống lại chúng tôi. Họ đang tiếp tục mục tiêu tiêu diệt đất nước Ukraine. Chúng tôi đang chống trả, nhưng tất nhiên chúng tôi cần thêm vũ khí, chúng tôi cần thêm sức mạnh hỏa lực, chúng tôi cần tên lửa tầm xa để ngăn đối phương xâm nhập vào đất nước của chúng tôi. Ông Omerov cho biết, Ukraine rất biết ơn sự viện trợ từ các đối tác, nhưng chỉ một nửa trong số vũ khí được cam kết đến đúng thời hạn. Mỗi sự chậm trễ đều mang lại lợi ích lớn hơn cho Nga. Ngay cả trước khi lực lượng Nga mở mặt trận mới ở Kharkiv trong tháng này, thì họ cũng đã đạt được bước tiến đáng kể, dù khá chậm trong nhiều tháng ở khu vực phía đông Donetsk. Ông Umerov nói, Thời gian là cực kỳ quan trọng, và để đẩy lùi các cuộc tấn công, chúng tôi cần vũ khí được giao đúng thời hạn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhắc lại rằng Kyiv quyết tâm giải phóng toàn bộ lãnh thổ của mình, bao gồm cả bán đảo Crimea. Nhưng mục tiêu quân sự chính của chính quyền Kyiv trong những tháng tới sẽ là giữ vững các tuyến phòng thủ và trấn áp đối phương, đồng thời tăng cường khả năng quân sự của Ukraine trên không, trên biển và trên bộ. Ông Umerov mong rằng các chiến đấu cơ F-16 sẽ được giao rất rất sớm. Khi được hỏi ký ức dự kiến sẽ nhận được bao nhiêu chiến đấu cơ F-16, ông nói, chúng tôi cần nhiều nhất có thể. Ở giai đoạn này, chúng tôi đang tập trung vào việc đào tạo nhân sự, phi công, chúng tôi tập trung vào cơ sở hạ tầng, chúng tôi tập trung vào việc phát triển các đội vận hành và bảo trì, đồng thời chúng tôi đang nỗ lực hiện đại hóa hoặc phát triển nhiều nền tảng hơn. Ông Umerov cho biết, Ukraine cũng đang tiếp tục đẩy mạnh sản xuất vũ khí và UAV, cũng như khả năng tác chiến điện tử của mình. Tại một diễn biến khác có liên quan, Thủ tướng Seth Peter Fiala cho biết trong những ngày tới, Ukraine có thể nhận được lô đạn dược đầu tiên cho các nước đồng minh mua theo sáng kiến do Praha dẫn đầu. Tổng thống Seth Peter Pavel hồi tháng 2 cho biết, Praha đã tìm được nguồn cung 500 quả đạn pháo 155 ly và 300 quả đạn pháo 122 ly bên ngoài châu Âu có thể mua và gửi tới Ukraine sau khi có được số tiền cần thiết cho sáng kiến này. Ngoại trưởng Séc Zen Lapavsky cho biết vào cuối tháng 3 rằng một số quốc gia đã đóng góp kinh phí cho sáng kiến của xét có thể chuyển 1,5 triệu viên đạn cho Kyiv. Theo ông Fiala, tổng cộng 15 quốc gia EU và NATO đã phân bổ hơn 1,6 tỷ euro, tương đương với 1,7 tỷ đô cho nỗ lực này. Ông nói trước cuộc họp với các quan chức châu Âu ở Praha, hàng chục ngàn viên đạn 155 ly đầu tiên sẽ đến Ukraine vào tháng 6. Ông Pavel đưa ra sáng kiến này trong bối cảnh Ukraine mất thành phố tiền tuyến quan trọng áp DFK vào tháng 2 trong bối cảnh thiếu đạn dược trầm trọng. Nga đang nỗ lực sản xuất đạn pháo với tốc độ nhanh gấp 3 lần so với các đồng minh của Ukraine với mức giá chỉ bằng 1 phần tư. Trang Sky News ngày 26 tháng 5 dẫn phân tích từ công ty tư vấn quản lý Ben Company. Pháp, Đức, Xét ủng hộ Ukraine tấn công lãnh thổ Nga các nhà lãnh đạo Pháp và Đức ngày 28 tháng 5 cho biết, Ukraine nên được phép tấn công các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Nga, nhưng không được phép tấn công các mục tiêu khác. Chúng tôi ủng hộ Ukraine và chúng tôi không muốn leo thang cuộc chiến. Điều đó không thay đổi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Mesburg, Đức. Chúng tôi nghĩ rằng nên cho phép họ vô hiệu hóa các địa điểm quân sự nơi tên lửa được phóng đi, các địa điểm quân sự mà Nga dùng để tấn công Ukraine. Nhưng chúng ta không nên cho phép họ tấn công các mục tiêu khác và các địa điểm dân sự hoặc quân sự khác ở Nga. Thủ tướng so cho biết, ông đồng ý với người đồng cấp Macron và miễn là Ukraine tôn trọng các điều kiện do các quốc gia cung cấp vũ khí đưa ra, bao gồm cả Hoa Kỳ và luật pháp quốc tế, thì nước này được phép tự vệ. Ông Shaw nói, Ukraine có mọi khả năng được làm những gì theo luật pháp quốc tế. Điều đó phải được nói rõ ràng. Tôi thấy là khi một số người tranh luận rằng Ukraine không nên được tự vệ và thực hiện các biện pháp phù hợp cho việc này. Ở Đức, có một số ý kiến phản đối việc cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga do lo ngại về sự leo thang chiến tranh. Việc này có thể sẽ tác động phần nào đó đến cuộc bầu cử địa phương và cấp bang sắp tới ở Đức. Thủ tướng Shaw đã từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Kyiv, loại tên lửa có khả năng tấn công tới Moscow. Tiếp bước một số nước châu Âu, cơ quan báo chí xét ngày 28 tháng 5 dẫn lời Thủ tướng Peter Fiala cho biết, chính phủ nước này ủng hộ Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí của phương Tây. Ông Fiala nói, là một quốc gia đang bị tấn công, Ukraine chắc chắn có mọi quyền sử dụng mọi phương tiện phòng thủ. Một số quốc gia như anh, Litva, Thụy Điển và Phần Lan cho biết họ không phản đối Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28 tháng 5 cảnh báo phương Tây rằng các thành viên NATO ở châu Âu đang đùa với lửa khi đề xuất cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Hơn 2 năm sau cuộc chiến tranh trên bộ đậm máu nhất ở châu Âu, kể từ Thế chiến thứ hai, ông Putin ngày càng lên tiếng về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu rộng lớn hơn nhiều khi phương Tây đang vật lộn với việc phải làm gì trước bước tiến của quân đội Nga ở Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mở ra một hướng đi mới rằng các thành viên của liên minh nên để Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Quan điểm này được một số thành viên NATO ủng hộ, nhưng vẫn chưa được chính quyền Tổng thống Biden chấp thuận. Sự leo thang liên tục có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ông Putin nói với các phóng viên ở Tashkent. Nếu những hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ở châu Âu, Hoa Kỳ sẽ hành xử thế nào khi lưu ý đến sự ngang bằng của chúng ta trong lĩnh vực vũ khí chiến lược? Thật khó để nói, họ muốn có một cuộc xung đột toàn cầu không? Tổng thống Putin cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa sẽ cần sự trợ giúp về vệ tinh, tình báo và quân sự của phương Tây. Điều đó có nghĩa là phương Tây sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Ông chủ điện Kremlin còn cảnh báo rằng việc đưa quân đội Pháp tới Ukraine sẽ là bước tiến tới một cuộc xung đột toàn cầu. Về các thành viên NATO ở châu Âu, ông Putin nói rằng các nước nhỏ ở đó nên nhận thức được họ đang chơi trò gì vì họ có diện tích đất nhỏ nhưng dân số rất dày đặc. Đây là yếu tố mà họ nên lưu ý trước khi bàn về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, ông Putin cảnh báo. Nga hiện kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine và đang mở một mặt trận mới ở khu vực Kharkiv. Điều này gây ra một cuộc tranh luận ở phương Tây về những gì họ có thể làm sau khi viện trợ và gửi thông tin tình báo cho Kyiv. Các nhà lãnh đạo phương Tây và Ukraine đã hạ thấp cảnh báo của Moscow về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn giữa Nga và NATO. Ukraine cho biết họ có thể tấn công vào phía sau phòng tuyến của đối phương, bao gồm cả lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nga, để đáp trả. Tuy nhiên, giới chức Nga cho biết sự kiên nhẫn của Moscow đang giảm dần sau các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào các thành phố, nhà máy lọc dầu Nga và thậm chí là cả hệ thống cảnh báo sớm hạt nhân của nước này. Ukraine tấn công căn cứ không quân Nga bằng tên lửa mang bom chùm. Hình ảnh vệ tinh ngày 28 tháng 5 cho thấy dấu vết một đám cháy lớn ở phía bắc đường băng của trường hàng không ở Luhansk mà Nga đang kiểm soát sau cuộc tấn công từ Ukraine vào một ngày trước đó. Trang Radio Liberty viết, trong bức ảnh chụp cùng địa điểm vào ngày 10 tháng 5, có thể thấy các bộ phận của tổ hợp radar NEBOM được thiết kế để phát hiện các vật thể khí động học và đạn đạo ở độ cao trung bình và cao. Chính quyền địa phương cho rằng đám cháy xảy ra trong khu vực cơ sở hạ tầng của trường hàng không quân sự cấp cao trước đây. Theo trang Kyiv Post, lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa tầm xa hàng loạt vào tối ngày 27 tháng 5, làm hư hại một căn cứ quân sự của Nga nằm sâu phía sau chiến tuyến. Bom chùm đã gây ra ngọn lửa lớn, kéo theo các đám cháy thư cấp, có thể nhìn thấy và nghe thấy các tiếng nổ cách xa hàng chục km. Mục tiêu mà phía Kyiv nhắm đến là các tòa nhà và một sân bay liền kề trong khu vực của Học viện Không quân cũ của Ukraine ở thành phố Luhansk. Một số báo cáo cho biết, một cơ sở sửa chữa và bảo dưỡng máy bay được lực lượng Nga sử dụng, nằm cách sân bay vài trăm mét cũng là mục tiêu. Theo hàng chục video và ảnh tỉnh được đăng lên mạng xã hội, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét lên bầu trời đêm từ khu vực lân cận sân bay vào khoảng 7 giờ tối. Đồng thời, những hình ảnh chụp từ mặt đất cho thấy bãi đáp rộng hàng trăm mét vuông chìm trong lửa. Cả truyền thông nhà nước Nga và các nền tảng tin tức độc lập của Ukraine đều xác nhận khu vực sân bay đã hứng chịu hàng chục vụ nổ và sau đó bị thiêu rụi bởi nhiều đám cháy. Hãng thông tấn Union của Ukraine đưa tin, các cuộc tấn công đã gây ra một ngọn lửa lớn. Các nguồn tin địa phương cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn chặn loạt vũ khí đang lao tới, nhưng không thành công. Ngày 28 tháng 5, nhóm trò chuyện Truska Luhan đã công bố hình ảnh về loạt tên lửa phòng không Panzer S1, vũ khí phòng không tầm ngắn của Nga để bảo vệ các thiết bị quân sự có giá trị cao khỏi cuộc tấn công của đối phương tên lửa Panzer đã bắn trượt một tên lửa Ukraine đang lao tới và rơi xuống mặt đất, không gây thiệt hại cho người và tài sản. Ông Leonid Pasechnik, quan chức Luhansk thần Nga cho biết, lực lượng Kyiv đã sử dụng bom chùm bị Liên Hợp Quốc cấm trong cuộc tấn công. Theo các nguồn mở, Ukraine chỉ sở hữu hai hệ thống vũ khí chính có khả năng mang bom chùm tấn công ở khoảng cách đó, tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất và tên lửa tochka u thời Liên Xô Cả mạng xã hội Nga và Ukraine đều nhận định rằng vũ khí tấn công là ATACMS, mặc dù cho đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức. Tổng thống Zelensky nói, Tổng thống Putin sẽ vỗ tay ăn mừng nếu ông Biden không giữ hội nghị của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28 tháng 5 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden bỏ lỡ hội nghị thượng đỉnh hòa bình do kỹ tổ chức ở Thụy Sĩ vào tháng tới, thì người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ đắc ý. Ukraine hy vọng sẽ được tiếp đón càng nhiều quốc gia càng tốt trong nỗ lực thống nhất quan điểm về cách ngăn chặn chiến tranh và gây áp lực lên Nga. Washington đã ra tín hiệu ủng hộ nhưng chưa cho biết liệu ông Biden có tham dự sự kiện này hay không. Tôi biết rằng Mỹ ủng hộ hội nghị thượng đỉnh, nhưng chúng tôi không biết ở mức độ nào. Tổng thống Ukraine nói tại Brussels trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Mỹ Alexander de Croo. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình cần Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo khác, những người đang nhìn vào phản ứng của Hoa Kỳ. Putin sẽ chỉ hoan nghênh sự vắng mặt của ông ấy. Cá nhân ông ấy hoan nghênh điều đó. Tổng thống Zelensky ngày 26 tháng 5 đã kêu gọi các ông Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng minh thân cận của Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh. Nga, quốc gia là một bên chính của cuộc xung đột không được mời tham dự sự kiện, tuyên bố rằng hội nghị này không có ý nghĩa gì. Và cập nhật quân sự mở đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị buổi trưa vui vẻ. Còn bây giờ, Hằng Long xin chào và hẹn gặp lại quý vị. thank